Rồi gia chủ này là ở đâu nhỉ? Còn là Hà Nội thôi. À, trai Hà Nội à? Mặt mũi là cũng sáng sủa đấy, nhưng mà phải cái răng là hơi xấu nhá. Mặt mũi sáng sủa mà răng xấu là cũng không xứng đâu con ạ. Thì con đã sướng mà các phải gặp cô. Được rồi, vào đây xem nào. Là có 32 răng ở trên miệng đúng không? Đúng nhận sai cãi cho cô xem nào. Con cãi là con 28 rồi. 28 là nhổ 4 răng vô rồi đúng không? Đúng chính xác. Thế có phải là trước có 32 răng đúng không? Đúng nhận sai cãi cho cô, ngẫm kỹ lại đi. Và ngẫm lại thì cũng đúng. Đúng thì nói to lên. Đúng đúng đúng. Thế thì cô bổ quả cau này ra nhá. Quả cau này là thể hiện cho số phận cái hàm răng của con, hiểu chưa? Đã bổ ra cái là nhìn thấy ngay đây này. Răng răng nó càng kim loại đúng không? Cái mồm của con là cô biết thôi, cô là nhìn đáng. Ơ thằng này, có nghe không? Có xem không? Rồi nghe cô nói tiếp đây này, cãi ít thôi, được chưa? Mà mày có thấy cái quả cau này nó thế nào? Vừa to vừa đẹp không sao cả. Đẹp cái đầu mày, mày có thấy nó vàng đấy không hả? Vàng em sao không? Vàng là giống cái màu răng của mày đấy. Chăm sóc răng vệ sinh cho nó cẩn thận vào. Nghe cô tiếp đây này, cô bổ tiếp nhá. Năm vừa rồi là gia chủ là hao tiền tốn của đúng không? Nhưng mà được cái là bù lại là được hàm răng đẹp đây này. Tiền đấy hao mà răng thì chưa đẹp cô ạ. Chưa đẹp năm nay thì năm tới sẽ đẹp, hiểu chưa? Cô nói ít có sai lắm, đúng nhận sai cãi nhá, ngẫm kỹ đi. Cô xem tiếp cho con. Chi phí chỉnh nhai đây là của mẹ đúng không? Cô điếu, của bố con đấy. Bố đi làm nhưng mà là tiền mẹ, đúng chưa? Mình ngẫm kỹ lại đi. Rồi, cô nói ít có sai lắm, đúng nhận sai cãi cho cô. Cô đúng rồi. Đúng nói to lên. Cô đúng hả? Được rồi, số con là cũng là vất vả đấy, khổ tâm nhiều, hiểu chưa? Trước khi niềng răng là ăn uống khó khăn, người yêu bỏ người yêu chê, có đúng không nào? Đúng nhận sai cãi giúp cô này. Con yêu mà sắp cưới. Mày cứ ngẫm lại đi, có đúng không? Đúng bỏ mấy lần. Thì đúng, đúng nói to lên. Đúng đúng đúng. Rồi cô lại bổ cau tiếp nhá. Rồi cô lại nhìn được là ngày 15 tháng 3 này, có biết là ngày gì của gia chủ không? Ngày gì cô? Không biết thì nghe cô nhá, ngày 15 là lịch chỉnh nha của mày đấy mà mày không biết. Chết rồi. Cái cô hơi nhiều nhá, tâm con tốt nhưng mà mỏ hơi hỗn, được chưa? Bớt khẩu nghiệp lại để niềng răng cho nó nhanh. Thế có biết nụ cười khỏe đẹp tự tin mỗi ngày là gì không? Là gì hả cô? Là hạnh phúc của đời Lia. Đúng nhận sai cãi giúp cô xem nào. Đúng đúng đúng. Đúng nói thôi. Chính xác chính xác. Được rồi, ok.